Em ơi, xin chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan nha. Hôm nay em tiếp tục lên video chia sẻ cô chú anh chị mình những cái cách bày da có tại vườn nha em, để anh chị cô chú mình cùng sưu tầm ha. Thì hôm nay sẽ có một vài cây lẻ, mỗi thứ nhất còn khoảng tầm 1-2 cây thôi, thì em sale cho anh chị mình để anh chị. Cách mini nha anh chị mình, cách mini. Đây, để em lên cho anh chị mình cùng xem ha. Hoa chùm rất là đẹp luôn, đang có nụ xiên hoa lắm nè, vừa rồi thân này có nụ nè, ở mới đây mà đã nụ đủ to như thế này rồi nè. À, hoa mini ha, mã chốt cho em là mã M14 nha anh chị mình, M14. Em có để kèm mã số trên mặt trên hình hoa mẫu á, có hoa mẫu trên màn hình là cánh hoa nó lem lem tím, ở lưỡi tím nhìn rất là cưng luôn ha. Em còn hai cây đang có nụ nè, cây này đang đủ nụ nè đó, còn hai chậu như thế này, một cây hai nụ và một cây một nụ. Anh chị mà thích chậu nào thì mình chốt cho em ha, mã M14, giá là 130.000 một chậu ha. M14 130.000, mã số tên cây em để kèm ở trên hình hoa mẫu trên màn hình á. Anh chị cô chú mình cứ theo dõi trên màn hình của em ha, và mình ghi lại mã số, mình gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại 0933124442 của em để mình đặt hàng nha. Ở số điện thoại em cũng có ghi trên màn hình cho anh chị mình xem. Ở mini thì cây thân lá nó như thế này ha, hoa chùm. Cây này anh chị mình trồng thuần vườn ổn định, hoa nó còn đẹp hơn nữa nha. Đó, hoa có một chị nở ở Vũng Tàu, đó, chùm hoa rất là đẹp luôn, để cho anh chị mình xem ha, nó ra cái màu nhìn cưng lắm. Rồi có một cây bờ rát ha, hoa này nó nở mấy ngày rồi, hoa này đổi màu, hoa mới đầu nở nó sẽ là màu ở trên màn hình nha, màu nó hơi đỏ đỏ đó, sau nó sẽ đổi sang màu này, nó nở chừng vài ngày nó sẽ đổi sang màu này. Em còn một chậu duy nhất trồng thuần bằng vỏ thông rồi, chia sẻ cho anh chị mình giá 150.000 Brat ha, mình chốt cho em bà Brat 150.000. Đó, hoa cam cực kỳ đẹp luôn ha, mình phải chốt cho em Brat hoa cam ha. Thì cây này đổi màu, mới đầu nở nó sẽ hơi đỏ đỏ, dần nó sẽ đổi sang cam như thế này ha. Đó, vài ngày sau sẽ đổi sang cam như thế này. Chốt cho em là Brat cam 150.000 nha. Chỉ có một cây duy nhất thôi. Rồi em còn một chậu và Sinafast Diamond. Sinafast Diamond ha, thì anh chị nào mình thích bật hoa này nhanh tay chốt liền cho em, còn đúng một chậu duy nhất thôi, Sinafast Diamond. Ở mặt hoa sẽ để trên màn hình cho cô chú anh chị mình theo dõi. Mã chốt cho em là mã E19 ha, E19. Đó, màu trắng tinh luôn, ở điểm nhấn là hai con hai bên cánh hoa ở giữa đó, nó màu vàng, lưỡi màu vàng, cực kỳ dễ thương luôn ha. Đó, còn một chậu như thế này sale cho anh chị mình giá 180.000, cái này hồi trước là em bán 250 á. Ở một chậu về 250 này, còn đúng một chậu như thế này sale cho anh chị mình 180.000. Chốt liền cho em là mã E19 nha. E19 hoa to nha, cái này cái cắt hoa to. Thân lá nó mạnh mạnh nhỏ nhỏ như thế này thôi, anh chị mình về trồng cây tốt khỏe mạnh thì thân nó còn sẽ có thể to hơn ha. Đó, cây này còn phát triển nó có thể to hơn nữa. Rồi chậu cây chia sẻ cho anh chị mình chỉ có một chậu duy nhất thôi, 180.000 nha, chốt cho em mã E19. E19 ha. Rồi có mặt hoa màu vàng đang nụ ha, cây này cũng vườn hết hàng rồi, còn đúng một chậu duy nhất. Có mấy lá già nó rụng lá rồi. Rồi sale cho anh chị mình ha. Sale cho anh chị mình là 120 một chậu. Ở cây này ít hơn hơn sale cho anh chị mình 100.000 thôi. Đó, còn ít hơn sale cho anh chị 100.000 ha. Cây này là cây thông Subano 1 ha. Mặt hoa em để trên màn hình cho anh chị mình theo dõi. Đó, đang nụ nè, mặt hoa trên màn hình ha. Ở ba nó nổ 100.000 luôn. Giờ anh chị mình chê hoa xong mình thấy cắt tỉa lại mình trồng lại. Thì có một số lá nó già. Lá già thì nó hơi rụng đó, còn một chậu như thế này cho anh chị mình xem kỹ cây ha. Rồi 100.000. Chốt cho em là tên em có ghi trên màn hình ha. Có một chậu duy nhất thôi. Rồi một chậu màu cam. Đang nụ ha, cây này hiếm khi nó có cây nụ lắm. Cái này lô trước trồng nó còn sót lại ở vườn á. Chia sẻ cho anh chị mình Tumnoi Ogren ha, đang nụ nè. Tumnoi Ogren đang có nụ, cây này rất hiếm khi có nụ, tại vì về đến đâu là em bán hết tới đó rồi, cho nên ít khi cây có cây ở vườn có nụ lắm. Đây một chậu như thế này 120.000 ha, đang có nụ sale cho anh chị mình 120.000, tại còn ít hơn á cho nên sale cho anh chị mình 120.000 để anh chị mình về mình vừa có hoa mình chơi, mình vừa có giống mình trồng nữa, rất là rẻ luôn ha. 120.000 Tumnoi Ogren, mặt hoa màu cam. Em để trên màn hình cho anh chị mình xem mẫu hoa ha. Mã chốt cho em là mã T17. T17 Tumnoi Ogren ha. Cây em trồng thuần ở vườn rất là lâu rồi. Coi bộ rễ nè. Rễ quá trời rễ.
ở 120.000 ha, sale rẻ cho anh chị mình ở trên kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Gia Mỹ Hạnh của em luôn á. Đó, sale rẻ cho anh chị mình để anh chị mình vừa có hoa chơi vừa có giống để trồng nữa. 120.000 chốt liền cho em mã T17 ha, có một chậu duy nhất thôi. Một chậu duy nhất thôi anh chị mình ơi. Rồi lên cho anh chị mình cây ba này cũng đang nụ màu vàng. Đây thân su banh gôn ha. Mặt hoa ha. Thông su banh gôn hoa tròn rất là đẹp luôn. Cây này nở mấy ngày rồi đó mà nhìn rất là đẹp luôn rồi ha. Cuồng hoa khá là đầy đặn, lưỡi màu đỏ nè, hai con mắt màu vàng rất là to ha. Có một chậu nụ như thế này, ba thân, chia sẻ cho anh chị mình giá 150.000. Trước là chậu 4 5 thân thì chia sẻ anh chị mình 160. Chậu này hơi ít thân, đang có nụ sale cho anh chị 150 luôn. Có chậu còn đúng một chậu duy nhất ha. Đó, có chậu đăng hoa. Ở chậu sai hoa như thế này là 160 này đó, mà đây cái chậu này nó ít hơn một xíu thì bán cho anh chị mình có nụ về chơi luôn, 150 rất là rẻ luôn ha. Ở đàn hoa ha, 150.000 chốt cho em mã T10 nha. Mã T10 thông su banh gôn. Ở màu vàng đỏ hoa, khuôn hoa rất là đẹp luôn ha, khuôn hoa đầy đặn rất là đẹp. Đây, chậu như thế này cho anh chị xem ha, đang có nụ 150.000, chốt liền cho em mã T10 nha. Còn đúng một chậu nụ duy nhất thôi, sale cho anh chị mình luôn á. Còn lại hàng lá là 160 ha. Hoa thơm lắm nha anh chị mình. Hoa cực kỳ thơm luôn. Rồi lên cho anh chị mình cây màu cam Bảo Nghi ha. Cách Bảo Nghi. Vườn em còn có vài chậu thôi. Nên chia sẻ cho anh chị mình luôn cách cam Bảo Nghi. Chốt cho em là mã A4 nha. Mã A4 150.000. Bảo Nghi 150.000 ha. Cây em đã trồng bỏ thơm, rễ bám rất là cứng chậu rồi ha. Rễ bám ok cứng chậu rồi, và anh chị mình treo lên chăm sóc mình chờ hoa thôi. Màu cam, mặt hoa cam em để trên màn hình cho anh chị mình xem ha. Hồng à, mua nó là màu vàng đó. Cây sai cây như thế này 150.000, chốt liền treo là mã A4 nha. A4 150.000 cây bằng cách Bảo Nghi ha. Mình có thể chốt thêm mã số cho em, hoặc là chốt những cây nào có tên tiếng Việt anh chị mình nghe hoặc là nghe tên tiếng Anh nó dài quá mình nghe không kịp thì mình phải chốt thêm mã số, hoặc là những cây nào có tên tiếng Việt thì mình chốt tên tiếng Việt ha. Rồi em có còn một ít cây na con cho sĩ ra còn vài cây ha, chia sẻ cho anh chị mình giá là 150.000. Na con cho sĩ ra cũng là một cây màu hoa màu vàng lửa đỏ, màu vàng lửa đỏ ha. Cây này nó khác với lại cây thông su banh gôn hồi nãy nha. Cái lưỡi hoa của nó mở căng hơn, còn cây lưỡi nó mở căng, còn cây này có lưỡi hoa nó hơi túm. Anh chị so sánh hai hoa ha, cây này nó sẽ túm ở đây, còn lưỡi nó túm này thấy không, đó còn kia là lưỡi mở căng luôn đó, hai cây nó khác nhau ha. Rồi nay con cho sĩ ra em còn vài chậu chia sẻ cho anh chị mình giá 150.000 ha. Chốt cho em là mã T15 nha. T15 na con cho sĩ ra nè, cắt hoa to nha, thân lá của nó mảnh khảnh như thế này thôi nhưng hoa rất là đẹp luôn. Em còn vài chậu hơi dọn giường chia sẻ cho anh chị mình giá 150.000 thôi. Ở cây trồng bằng than ha, 150.000 chốt liền cho em mã T15 nha. Ở clip này thì chỉ mỗi cây nó chỉ có khoảng từ 1 đến 2 cây thôi, cho nên là không có nhiều, có những cây chỉ có một chậu duy nhất. Thì anh chị mình xem clip của em thì mình điện thoại trực tiếp qua số điện thoại, hoặc nhắn tin qua số điện thoại, kết bạn Zalo với em, nó số điện thoại lúc nào cũng để ghim trên màn hình của video, hoặc là ở dưới phần mô tả của nội dung video thì anh chị mình hãy liên hệ trực tiếp qua đó để mình đặt hàng nha. Và em cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã dành thời gian để xem clip của em, mà em cảm ơn và xin chào tạm biệt.